ngân nga những câu la la. Từ sớm đến tối mãi mê vui chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo mưa rơi, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to. Sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăn nhó. Còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới kêu con. Bố là tất cả, bố ơi bố. Trên đời bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả. Samsung Twin Cooler Plus, hai dạng lạnh độc lập, chuẩn mực mới cho thực phẩm tươi ngon. Trời ơi, không biết anh hai tôi nghĩ gì sao à. Không biết mọi người biết anh hai tôi nghĩ sao không, chứ tôi thì tôi bó tay luôn rồi đó. Nói không tin phải không? Không tin á, mở tập trước coi anh hai tôi làm cái gì á. Thứ bảy tuần này mời thằng Khang tới nhà ăn cơm. Cuộc hôn nhân này có được hay không tùy theo câu trả lời của nó. Ba em muốn mời anh qua ăn cơm. Cái gì? Ba mời anh qua nhà ăn cơm? Ba sẽ hỏi dựa trên cái câu trả lời của anh, rồi ba mới quyết định là có cho mình kết hôn hay không. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để thuyết phục bác đồng ý cho cuộc hôn nhân của mình. Vì em, anh sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Lò bánh mì của anh Hiếu đây cũng nổi tiếng lâu lắm rồi đó. Tính ra bây giờ mà có bán đi thì cũng hơi tiếc lắm đó. Ủa, cô? Ừ? Cô mang máy đi đâu vậy? Ừ, cô tính đem lên phòng nhân cô hút bụi cho nó. À, vậy thôi cô còn nghỉ đi để con làm cho. Sáng giờ cô làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Trời ơi, chút xíu việc mà. Con cũng mới rửa chén xong đó. Cô có mệt gì đâu, người tay cho nó lẹ. Con nói cô ngồi nghỉ đi mà, mấy chuyện này dễ lắm. Con làm ù cái là xong à, để con làm cho. Nhỏ này không biết nó giống ai mà sao nó cứng đầu ghê vậy nghe. Thì con gái nuôi của ba không giống ba, không giống cô ba thì giống ai nữa. Chốt thôi, con muốn làm phải không? Dạ. Ừ, thôi làm đi, rồi chút nữa cô đền cho con bằng nồi chè hột sen. Yeah, cảm ơn cô ba. Ừ. À, mà chị Thư đâu rồi cô? Sao chị không xuống phụ cô vậy? Trời ơi, con Thư nó là con nhà giàu, tiểu thư. Cô ba mà sai nó cũng ngại. Với lại ba cái chuyện này nhỏ nhặt thôi, mình làm cho rồi kêu ai chi. Dạ, đúng rồi. Thôi làm giúp cô ha. Dạ. Rồi cô nấu chè hột sen nha. Cơ tới rồi. Chị Anh Thư ơi, chị Anh Thư. Chị Anh Thư ơi. Chị Anh Thư ơi, chị có trong phòng không chị? Linh Giang hả? Dạ. Ồ, vô đi em. Có chuyện gì vậy? Chị đang làm cái gì vậy? Chị mới vừa sơn móng tay móng chân nè. Nhìn thấy đẹp ghê không? Hai cái màu này nha là hai màu hot trend nhất luôn á. Em thích không? Lát nữa chị sơn xong chị sơn cho. Nãy giờ chị ngồi sơn móng tay á, chị có nghe tiếng cô ba dưới làm việc không vậy? Có, sao vậy? Có nghe mà chị vẫn ngồi làm mấy chuyện này hả? Tại vì ở nhà chị á, chị có bao giờ lau chùi dọn dẹp đâu, cho nên là chị không có quen. Với lại mấy cái máy hút bụi này nè, nặng dữ lắm. Mà em nhìn tay của chị đi, tay của chị yếu xìu à. Chị có cầm thì chị cũng không có hút bụi được. Vậy thì chị yên tâm đi nha, máy hút bụi này nó nhẹ hều à, không có làm gãy tay chị được đâu. Mà nếu như mà chị sợ đau tay á thì chị lấy khăn lau nhà lau hết nhà này nha. Trời ơi, đâu có được. Em nhìn nè, tay chân chị mới vừa sơn xong, bây giờ mà làm một cái là nó bị chóc hết luôn á. Ít nhất cũng phải đợi nó khô, cũng phải tới tối á. Vậy hả? Thôi em hiểu rồi. Vậy hôm nay em làm cho chị nha, có gì để mai chị làm cho. Vậy là chị chắc hôm nay chị không làm việc nhà được đúng không? Đâu có được đâu, làm đã chóc hết trơn à. Em hỏi lần cuối á, chị chắc chắn là không làm được đúng không? Thôi được rồi, em hiểu rồi. Không biết đầu óc của em dạo này nó làm sao á ta. Nó cứ làm quay vòng vòng hoài. Em cứ nhớ lại cái chuyện mà chị gọi điện thoại về nhà á, chị nói xấu chị Thảo, với lại nói xấu gia đình này á. À, nhức đầu quá à. Làm em cứ nhớ mấy chuyện đó hoài, giờ sao đây ta? À, mà thôi được rồi, chị cứ ngồi nghỉ đi. Em đi làm cũng được. Linh Giang,
Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây, đợi chị chút xíu. Sao vậy chị? À, em mới nói là em bị nhức đầu hả? À, đúng rồi. Em mỗi lần em nhức đầu em lại cứ hay nhớ. Em nhớ tới cái chuyện mà... Có phải là cái chuyện mà hôm qua chị nói chuyện với... Đúng rồi, đúng rồi. Em đang nói cái chuyện đó đó. Em nghe không sót một từ, một chữ nào luôn á. Giờ sao đây ta? Sao lại nhức đầu nữa rồi? Chết rồi, lại phải nhớ nữa rồi. Ê, em nhức đầu hả? Thôi, thôi vậy em ngồi nghỉ đi. Em ngồi nghỉ đi, đừng có làm gì hết trơn á. Để chị làm cho. Hút bụi ha. Chị đâu có được, để em làm cho. Mấy cái này làm hư móng tay, móng chân của chị hết. Không có sao, không có sao. Em ngồi xuống, em ngồi xuống. Không có sao hết. Móng tay, móng chân hư thì mình làm lại. Đơn giản mà, mấy cái này máy nó nặng lắm. Trời đâu có sao đâu, trời em nhìn nè. Cái máy hút bụi này là máy của Samsung, đúng không? Cái máy hôm bữa chị mua cho gia đình mình nè. Trời nhỏ, gọn, cầm mà nhẹ hiu, cầm mà cứ như không cầm vậy đó. Chị cứ tưởng tượng là chị đang không cầm gì hết trơn á. Cái này nha, rất là tiện lợi, có thể hút được mọi ngóc cách trong nhà luôn. Hồi lúc mà chị mua cho gia đình mình á, chị đâu biết là nó nhẹ với nó xịn vậy đâu. Để bây giờ chị sẽ hút tất cả các phòng. Hút luôn phòng của Nghĩa. À, thôi được rồi. Chị cứ hút hết tất cả các phòng cũng được. Chị cứ chừa phòng anh Nghĩa cho em làm là được rồi. Ừ vậy cũng được. Anh mà cái chuyện gì bí mật á thì mình để nó là bí mật luôn ha. Quên đi, nhớ làm gì mấy chuyện tào lao. Thôi chị làm đi. Em đi xuống đi, em mệt em đi xuống đi chị làm cho. Thôi em ngồi đây nghỉ mệt cũng được, đâu có sao đâu. Làm đi chị. Để chị làm ha. Mở anh sao ta, móng tay đúng không? Khó quá hả chị? Không, không dễ. Cô ba ơi, để con làm cho. Thôi cái gì cũng dành làm chè dễ mà để cô ba nấu. Ủa, qua đây con dọn phòng nhân xong rồi hả? Dạ đâu có, chị anh Thư dành làm hết trơn rồi. Con nói chị á là chừa phòng của anh Nghĩa là để cho con dọn thôi. Con mới nói gì? Con Thư nó dành làm hả? Trời đất ơi. Nè, con nói gì với nó không vậy? Đâu có nói gì đâu. Mà con nghĩ là chắc chị biết về nhà mình lâu rồi nên cũng phải biết phụ mọi người làm việc nhà chứ. Ừ, dần dần nó ở đây thì nó cũng sẽ hiểu giống như thằng Nhân vậy ha. Một chút xíu à mà mệt quá, đau lưng quá mẹ ơi. Nghỉ mệt chút chứ không ai biết đâu hả? Muốn chết. Trời ơi, chạy hết rồi nè. Cứng đầu cứng cổ. Hôm nay ba không đi thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày nào con ở đó một giờ đợi ba, con sẽ đặt lịch hẹn tên của ba. Chừng nào ba tới thì thôi, con sẽ chờ. Con thiệt tình chứ? Khi nào ba thấy tiện thì ba cứ đến, con sẽ chờ được mà. Thank you.
chỗ này chắc gần 30 năm rồi hả anh? Dạ đúng rồi anh. Khi gia đình tôi về đây ở, tôi mới xây lên lò bánh mì này. Cách đây cũng mấy chục năm rồi, nhưng năm ngoái tôi cũng sửa sang lại hết rồi. Lò bánh mì của anh Hiếu đây cũng nổi tiếng lâu lắm rồi đó. Mọi người dân phường xung quanh đây thì cũng hay đặt bánh mì ở chỗ ảnh. Tính ra bây giờ mà có bán đi thì cũng hơi tiếc lắm đó. Anh thấy sao? Anh dẫn tôi ra sau xem phim đi. Đi mình đi. Sao mà ẩu tả vậy? Mày lên đây làm gì? Nè. Đó. Ghét tao cho cố vô. Rồi giờ đứt tay cũng tìm tao. Đáng lẽ mấy cái này tao phải làm cho người yêu tao mới đúng. Ừ. Tao đi xin mày băng keo cá nhân thôi. Mày dành băng cho tao giờ mày cũng nói nữa. Ê. Ừ. Bộ lại cãi nhau liên gian hả? Không có. Ba tao tính bán lại bánh mì rồi. Ba mẹ ở đó bao lâu rồi? 30 năm. Ủa? Tại sao lại bán? Chắc chị Thảo rồi cứ gấp hả? Ừ. Chị tao hả? Ừ, đúng rồi. Ủa? Là sao? Thì tao nghe chị nói đòi cưới gấp trong một tháng. Trời. Ê, mày tính ra là tao ở trong nhà mà tao không biết mà mày người ngoài mày biết luôn đó. Ừ. Thì tao là người trong cuộc mà. Ờ, là sao? Bách ơi Bách, khẩn cấp Bách ơi. Đó. Ủa Bách. Ủa anh Khang. Nghĩa, em của Thảo. Dạ. Hay quá, gặp em ở đây. Ủa. Ủa, mà anh có chuyện gì chạy như sắp chết vậy? Còn cậu hả? Tôi không cần cậu nữa. Cậu có muốn ngồi chơi đó thì cứ ngồi đó đi. Hay quá, có em ở đây á, sẵn giúp anh chuyện này nha, rất khẩn cấp. Ê, xuống rồi, xuống rồi. Mọi người đã có mặt đông đủ rồi hả? À. Ừ, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ủa? Sao giống họp hội đồng cổ đông quá. Rồi, xin mời mọi người tham khảo. Nói gì đây? Đây là tất cả những câu hỏi mà chúng ta sẽ không được hỏi anh Khang trong buổi gặp ngày mai. Hả? Bởi vì nó rất là nhạy cảm. Con sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi. Tóm tắt hả? Đúng vậy. Anh muốn em tóm tắt về những câu hỏi mà ba của em sẽ hỏi anh trong cái buổi ra mắt ngày mai. Chà, ba em sẽ hỏi gì ta? Đúng rồi, về cha mẹ. Chắc chắn ba em sẽ hỏi như vậy đó. Về cha mẹ anh? Đúng rồi. Tuyệt đối không được hỏi về cha mẹ của ảnh hay là về cuộc sống của họ. Mẹ, con, mà thằng Khang là chồng sắp cưới của con, không hỏi sao được. Ê, không có hỏi mấy câu đó là hơi kỳ đó nha. Nếu như mọi người có thắc mắc gì về cuộc sống của ảnh thì cứ hỏi con chẳng hạn. Và thêm nữa, mọi người không được hỏi về mẹ ruột của ảnh, cũng như là lý do tại sao mẹ anh chết, mẹ anh chết khi nào và lý do tại sao ba mẹ của ảnh ly dị với nhau. Trời đất ơi, không cho hỏi nè, còn biết hỏi gì nữa vợ. Đúng rồi đó, sao kỳ quá vậy? Hồi xưa họ trước khi cưới em về, họ chị hỏi em quá trời luôn, thiếu được hỏi hết bên dòng họ nội ngoại em luôn á. Nếu như vậy thì mọi người có thể hỏi về anh em của ảnh, về cuộc sống cá nhân của ảnh, về sở thích của ảnh, về công việc của ảnh, hoặc là ảnh thích chơi môn thể thao gì. Lợi thì thích bóng đá và ghét cờ bạc, cho nên chắc chắn là sẽ hỏi về những cái vấn đề này. Tôi cũng ghét cờ bạc. Wow, chị ảnh không biết cờ bạc hả chị? Đúng là người đàn ông gương mẫu á. Công việc mỗi ngày của ảnh là từ nhà lên công ty, từ công ty về nhà, cho nên thời gian dành cho những cái vấn đề giải trí đó là hoàn toàn không có. Và đặc biệt, mọi người không được hỏi rằng sau khi kết hôn sẽ sanh bao nhiêu đứa con, sau khi kết hôn sẽ mua một căn nhà riêng hay là sống chung với gia đình, ok? Đặc biệt là bà đó. Vậy còn gì đâu hỏi trời. Đúng rồi. Lương tháng của anh bao nhiêu? Lấy xong, sinh mấy đứa? Ở nhà riêng hay là về ở với gia đình? Chắc chắn là bà Hòa sẽ hỏi anh những cái vấn đề đó. Nhạc quá nhạc, chẳng cái gì thú vị hết.
Vậy không lẽ gặp nhau rồi cười rồi ăn thôi hả con? Dạ đúng rồi, công việc rất là đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ có nhoẻn miệng cười và ăn. Ủa chị Thảo, cười ăn thôi rồi cái lỡ nói gia đình mình câm. Ba không thích vậy, ba thích hỏi. Dạ tuyệt đối không được. Tất cả những vấn đề còn lại con có ghi vô trong đây hết rồi, xin mời mọi người tham khảo. Xin cảm ơn mọi người đã hợp tác, xin cảm ơn. Nhưng mà trời ơi, trời, sao lại áp đặt người khác như vậy? Bắt người ta phải làm theo ý mình không à? Ê, nhưng mà mọi người ơi, hình như á nghe là bà Thảo bà đang chơi chiến dịch là phòng thủ từ xa. Ê, tính ra nha, bà còn cao cơ hơn ông Nhân hồi xưa nữa. Ủa, anh Nhân là sao bà? Ủa chứ bà không biết gì hết hả? Có gì đâu, hồi đó đó, trước khi mà kết hôn với bà đó, gia đình tôi đâu có được biết gì đâu và không được quyết định gì hết. Tất cả là bên gia đình bà quyết định. Rồi ông bưng cái ý kiến đó về, ông đặt lên bàn một cái bè. Rồi gia đình tôi chỉ việc im lặng và làm theo. Gì kỳ vậy? Tôi tưởng là anh Nhân phải nói cho tất cả mọi người trong nhà biết trước rồi chứ. Nói nghe nè. Bây giờ theo tôi thấy đó nghe là hình như là con Thảo thương thằng Khang thiệt tình không? Thôi mọi người nương tay với nó một chút đi. Anh hai, nương tay cho nó một chút đi anh hai. Quất nó mềm xương luôn chứ nương gì. Anh sao vậy? Tự nhiên thấy lạnh sống lưng, với lùm bùng lỗ tai, biết có chuyện gì nữa. Không sao đâu anh. À, vậy rồi sở thích của ba em, ba em thích cái gì? Em nói cho anh luôn để anh kịp thời ứng phó. Đúng rồi, ba em làm bánh mì cho nên thích ăn bánh mì bò kho. Cái này nên coi lại nha, nhìn mặt nó kìa, ấp a ấp úng, không có tin nổi đâu. Ba, tại sao ba không để lại lọ bánh mì cho con? Ba đã nói là ba đã quyết rồi, con đừng có nhắc tới nữa. Chẳng phải đây là công việc mà ba yêu thích sao? Lúc nào á, ba cũng ở lò bánh mì. Cho dù nắng hay mưa, ba đều làm hết. Vậy mà ba nở lòng nào, ba sang lại quán cho người ta mà ba không để lại cho con sao ba? Con hiểu lầm rồi. Cái điều yêu quý nhất của ba đó không phải là cái lò bánh mì, mà là ba chị em của con á. Ba lo cho tụi con lớn lên, ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm. Đó là điều quý nhất của ba. Ba yêu nhất những điều đó, cho nên ngày nào ba cũng thức sớm để ba được nhìn thấy chút. Ba phải làm việc thật nhiều, thật tốt để nhìn thấy các con của ba lớn lên hạnh phúc. Ba à? Đúng rồi con, thời của ba chỉ có bao nhiêu đây để lo thôi. Lo sao có một mái nhà, chui ra chui vô, che nắng che mưa, mong sao cho các con được sống tốt. Bây giờ sống khác rồi con, phải sống cho tốt hơn, hiểu không? Tụi con không cần phải sống như cái thời cực khổ mà ba đã từng trải qua nữa đâu. Con còn trẻ, phải tìm một cuộc sống tốt hơn như thế này nhiều chứ. Thế giới bây giờ ta tốt đẹp rất nhiều rồi, không cần phải làm việc kiếm nhiều tiền đâu con. Con nên làm việc những gì mà con thấy con hạnh phúc là được rồi. Lúc nào ba cũng nói với con điều này, sao con không hiểu ý ba gì hết vậy hả? Con, ba chỉ thấy con được nhiêu đó thôi sao hả ba? Ba chỉ thấy là con muốn lấy cái lọ bánh mì này chỉ vì tiền thôi sao ba? Ừ, ba chỉ thấy được bao nhiêu đó thôi. Ba chỉ thấy con muốn có cái lọ bánh mì để cuộc sống thoải mái. Ba chỉ thấy con được bao nhiêu đó thôi. Chỉ vì những cái bánh mì này ba kiếm được bao nhiêu tiền hả ba? Chỉ vì những mẫu bánh mì này, ba coi con chỉ được như vậy thôi sao? Chỉ được như vậy, chỉ được như vậy thôi sao hả ba? Hả? Coi không ra gì hả ba? Nhưng là bánh mì ba coi con như vậy sao hả ba? Thiệt, em làm cái trò gì vậy? Em dám làm gì trước mặt ba hả? Anh quan tâm làm cái gì hả? Em phải làm sao với ba đây? Ba coi anh là một thằng bất tài, một thằng vô dụng, em không làm được cái gì hết. Ba,
Ba có bao giờ chấp nhận con chưa? Ba có bao giờ hiểu con chưa? Ba chỉ coi con là một thằng con nít. Thì ba mong đợi điều gì ở con hả ba? Em im đi. Anh tưởng em đã tỉnh ngộ rồi chứ? Anh tưởng em sống có ích chứ? Bây giờ muốn gây chuyện đúng không? Đúng như vậy đó. Tất cả mọi người chỉ coi em là một đứa con nít, một đứa chuyên quậy phá, cho nên em không có được một việc làm nào ra hồn hết. Em là một thằng hỗn nạn, một thằng chó, cho nên chị muốn chiếm lò bánh mì của ba chỉ vì tiền đó. Em như vậy đó được chưa? Quỷ gì không ạ? Anh đánh em luôn đi, anh đánh em đi, đánh ra. Nhưng mà lần này em không để anh ở đâu. Vui ra. Hả? Cái gì vậy nè? Ba có sao không ba? Con ơi con, anh hai, chuyện gì vậy anh hai? Ba có chuyện gì mà Nghĩa dám làm vậy hả ba? Thằng Nghĩa nó quậy nữa hả? Sao kỳ vậy? Đang yên, đang lành nó quậy vậy là sao hả? Ba, hả? Ba bình tĩnh đi ba. Ba. Anh hai. Ba. Anh hai ơi. Ba. Anh đừng có lụm nữa. Anh lên anh ngồi nghỉ đi, để em với Nhân lụm bánh mì cho anh hai. Đúng rồi đó ba. Em với Nhân lụm. Đi con với cô ba lụm cho ba. Anh hai lụm lên anh hai ơi. Đi con cô ba lụm cho ba. 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 Anh hai. Ba. Anh hai. Ba. Anh hai. Ba. Ba. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh đi đâu giờ này vậy hả? Anh đi đâu cũng được. Miễn sao không phải là ngôi nhà đó. Anh không muốn nhìn thấy mặt ba nữa. Anh đừng có suy nghĩ như vậy nữa mà Nghĩa. Ba là người nghĩ anh như vậy chứ. Chứ không phải là anh. Ba nghĩ anh là một thằng bất tài, một thằng vô dụng này, em hiểu không? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Ba luôn coi trọng tất cả những gì mà anh làm. Và ba là người thương anh hơn tất cả mọi người cơ mà. Đối với ba anh không còn quan trọng nữa. Cho dù anh cố gắng như thế nào thì cũng là vô dụng, vô ích. Ba không công nhận, em hiểu không? Nếu mà anh nói như vậy á thì anh phải làm cho ba tin tưởng anh. Nghe lời em đi Nghĩa, quay về với em đi Nghĩa. Buồn anh là anh không cần. Ba đã có tất cả những gì ba muốn rồi. Một cô con gái và một thằng con trai tuyệt vời. Một cô con dâu giàu có và một chàng rể quyền quý. Thì anh ra đi thì có sao đâu chứ. Hả? Anh Nghĩa à. Buông ra. Nghĩa. Anh không nên làm như vậy với ba trong lúc này đâu. Ba mới là người không nên làm như vậy cho anh lúc này, em hiểu không? Anh Nghĩa à. Buông ra. Anh Nghĩa. Lẹ đi con, lẹ lắm. Lẹ lên, anh Đại ơi, anh Đại ơi. Bà. Anh Đại ơi, anh Đại ơi. Bà có hai nằm xuống. Anh Đại ơi. Tính vậy đến đây. Xuống lò bánh mì, lấy túi sơ cứu cho anh, lẹ lên. Lẹ đi con. Bà sao vậy Nhân? Anh Đại ơi. Thằng Nghĩa nó gây ra chuyện nữa đó. Nó làm gì vậy cô ba? Cô xuống, cô thấy bánh mì văng tứ tung hết trơn, không biết nó bỏ đi đâu. Đại ơi, anh Đại ơi. Anh ơi, tỉnh dậy anh ơi. Ơi, ai cho cô đụng cái này? Nè, bà ấy đâu để cô làm cái này vậy? Dạ bà chủ, đi ăn tối với bạn ở bên ngoài. Cây chưa có chăm sóc cho nên tôi sợ ông giận. Tôi lo tôi làm trước. Thôi. Cô đụng vô cái này là hư cái cây của tôi đó. Thôi, cô nghỉ cho khỏe đi, để tôi làm cho. Dạ. Thiệt tình, quyết dạo này làm cái gì mà cứ đi ra ngoài biết hả? Chuyện nhà không ai quan tâm. Vô. Uống gì mà dữ vậy? Vui mà. Hôm nay được ngồi với bà tôi vui lắm. Bà biết không, ngồi với bà bây giờ tôi nhớ lại cái thuở mình đi học. Tụi mình á hay la cà sau khi tan học. Thỉnh thoảng mà còn trốn tiếp nữa chứ. Ừ, tôi cũng thấy nhớ nhớ đó. Ừ. Bà Ngân. Ừ? Bà định không kết hôn luôn hả? Ừ, vẫn một mình. Bà có tính kết hôn với anh Xu nhà tôi không? À, tôi cũng không biết nữa. Ừ. Ừ, nhưng mà tại vì tôi gặp anh Hiếu trễ quá. Chứ giá như mà gặp anh Hiếu sớm hơn
thì có lẽ là cuộc đời của tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không sống cô đơn như bây giờ. Nhưng mà con gái nhà bà gả cho gia đình nhà ông Hiếu là tốt lắm rồi đó. Có gì đâu tốt, cũng chỉ là con trai của chủ lò bánh mì thôi mà. Tốt gì. Tôi nghe nói là thường thường con trai thì càng về già thì càng giống bố. Mà thằng Nhân là đặc ân của gia đình nhà bà đó. Vô. Nè, anh xui nhà tôi anh tốt lắm sao mà bà thần tượng ông dữ vậy. Tốt mà còn rất là quyến rũ nữa. Gì? Rất là nam tính. Ông quyến rũ? Ừ. Nam tính? Ừ. Tôi nghe bà nói tôi mới cười, đau bụng quá. Tới giờ cơm rồi. Điện nè. Kệ đi, tôi cho ông đói bụng luôn. Tôi ngồi đây tôi uống rượu với bạn tôi. Nè, chồng bà gọi hả? Ừ. Alo, bà đang ở đâu đó? Lão chồng nhà tôi đó. Hồi đó ông đẹp trai lắm bà biết không? Nhìn ông giống như tài tử cinema vậy đó. Nhưng mà càng già càng dễ ghét. Lúc nào cũng cằn nhằn cử nhữ. Tôi thấy cái mặt ổng tôi còn ghét luôn. Thì người ta nói á, đàn ông á mà càng về già thì càng ít nói, mà thỉnh thoảng á khóc nhè nữa đó. Phải chi mà ổng khóc nhè thì còn đỡ chút. Đằng này lúc nào cũng cằn nhằn cử nhữ đó. Về tới nhà đó, lúc nào cái bộ mặt cũng giống như là phim hình sự vậy đó. Không có ngôn tình chút nào. Ở chung một nhà mà lúc nào cũng như nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Bộ bà với ổng không ngủ chung hả? Ừ. Ngủ phòng riêng. Tôi nói bà nghe nè, phải chi ban ngày khó chịu thì ban đêm cái giấc ngủ nó dễ chịu dù một cái đi. Đằng này giấc ngủ cũng dễ ghét luôn. Tôi ngủ gần ổng á giống như là cái nhà máy xây lúa vậy đó. Ngáy ầm ầm luôn vậy đó, tôi ngủ không có được. Nói chung là không có lúc nào vui hết. Đã vậy, người ổng lúc nào cũng toát lên cái mùi nè. Nhưng mà ít ra ông đã cho bà cái danh xưng là bà viện trưởng, như vậy là tốt quá rồi. Cái gì? Bà tưởng là ông có khả năng đó sao? No, đó là do tôi tạo ra đó. Tôi có tiền mà. Tôi có tiền tôi mua được tất cả. Nói chung là chán lắm. Đôi lúc tôi muốn tìm một chàng trai. À không không, chàng trai thì trẻ lắm. Tôi muốn tìm một người đàn ông nào đó có một bờ vai đủ rộng để cho tôi dựa vào. Nói chung là bồ đó. Chứ không thì tôi cô đơn lắm, bà biết không? Nhưng mà bà đã có chồng rồi mà. Từng tuổi này có chồng thì được gì, không có làm được gì hết trơn á. Chán lắm bà biết không? Vô. Bà Kim Anh, bà dám. Linh Giang. Anh Bác. Em sao vậy? Anh Nghĩa bỏ nhà đi rồi. Anh có thấy anh tới đây không? Không có. Nhưng em vào trong đi rồi mình nói chuyện. Tại em, tại em hết á. Tại em mà anh Nghĩa với ba anh mới gây ra những chuyện như vậy. Em bình tĩnh đã, không là lời cơn hen xuyển bây giờ. Em gọi cho anh không có được, anh Nghĩa tắt máy luôn rồi. Thôi đừng khóc nữa, chị từ từ nói chuyện. Anh Bách,
Anh giúp em tìm anh Nghĩa đi. Bà của anh Nghĩa bị xỉu ở nhà, bây giờ em phải tìm anh Nghĩa gấp. Vậy hả? Thôi mình đi. Con, ba con ổn không con? Dạ, tình trạng của ba con ổn rồi. Thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Sao cô thấy mặt mày ba con xanh quá vậy? Mẹ, cậu Hai không sao đâu. Mẹ đi ra ngoài đi cho cậu Hai nghỉ ngơi nha. Thư, phụ quà đưa cô ba về phòng đi. Đi mẹ. Sao mà, cậu Hai không sao đâu. Chị cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Cho chị ở đây đi. Chị à. Cho chị ở đây đi. Chị không có gây ra tiếng động nào đâu. Mà chị nghĩ làm cái gì làm cũng phải nói cho nó biết để nó còn chuẩn bị tinh thần. Tất cả chuyện này là sao? Bà bị ung thư. Vậy thì tại sao? Tại sao bây giờ anh đi nói nhỏ? Tại sao? Tại sao? Anh đòi đi. Em bình tĩnh lại đi. Em nói nhỏ xíu là được không hả? Anh sống theo cuộc sống anh muốn được thì em cũng sống theo cuộc sống của em được. Mày nói cái gì? Mày nói gì hả? Samsung Twin Cooler Plus, hai dạng lạnh độc lập, chuẩn mực mới cho thực phẩm tươi ngon. Niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của...